Đây này gọi là mình đang phải tô đậm cho nó đẹp nha các bạn nha. Xin chào các bạn, kênh video của mình thôi đến đây là xong nhé. Xin chào tạm biệt các bạn. Xin chào các bạn đến kênh video của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ nhà nấm và tô nhà nấm nhé.